Chào các bạn, mình hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn dạy thêm một cái bài tập ID. Đối với những cái hình mà nó có dạng đối xứng thế này á, các bạn tìm ra một cái điểm giữa, sau đó các bạn một cái đoạn thẳng đi xuyên qua để tương đối thôi, chọn cái lần này. Cái màu của cái hơi khó thấy. Cần đổi ha. Mình rất thích màu cái màu này, đổi sang cái màu này. Đối với những đối tượng mà nó có dạng hình học thế này á, thì các bạn lựa những chọn những cái hình học có sẵn thế này, các bạn dễ cho nó khỏe các bạn ha. Nếu mà không đòi hỏi cao á thì mình cũng không cần dễ chính xác lắm đâu, bởi vì là khi mà mình thu nhỏ lại thế này á, sự chênh lệch đó nó rất là nhỏ các bạn ha. Sau đó các bạn tiến hành tiếp tục vẽ ra. Đối với những cái đối tượng mà nó có dạng đường gấp khúc như thế này thì các bạn chọn cái lệnh này để các bạn vẽ ha. Còn đối với những cái đoạn mà nó dạng thế này á thì các bạn cứ chọn lấy cái lệnh này. Các bạn dễ mà nó không theo ý muốn của mình thì các bạn bấm Ctrl với chữ G ha.
Sau đó các bạn dùng cái lệnh này. Để gì mình dễ cho nó chính xác hơn. Tiếp tục đây là một dạng đường gấp khúc. Để mình cũng dễ tương tự vậy đó. Này, tùy vào cái canh của mình thôi. Bạn dùng lên trim thì mình trim nó. Bên này thì các bạn dễ tương tự nhưng mà nó hơi đặc biệt xíu là các bạn thấy cái đường này nó ăn sâu lông mày ha. Thì các bạn chọn lại, sẽ các bạn offset vô. Offset nó cũng hơi bự một xíu. Thì các bạn khoảng để này khoảng 308 đi. Dựng lên này mình xoay thử ha. Tương đối rồi đó. Sau đó mình tiếp tục quan sát thấy là nó này nó cũng có dạng đối xứng như vậy. Khác chỗ là hình này không có cái cà vạt ha. Group ha, để nhóm lại group. Sau đó các bạn màu nền nó sáng quá, các bạn bấm gradient view để mà mình nhỏ quá rồi, to lên một chút. Quan trọng là mình phải tìm ra cái góc phóng của nó phù hợp, chứ không thì
Nhìn nó rất là nó khá là tương đối rồi các bạn ha. Chỉ trừ cái này ra thôi, bằng anh group ra. Lại. Tương tự vậy các bạn. Xóa đi. À, lúc nãy mình đem qua nhưng mà quên copy lại rồi. Khắc phục sao các bạn, bấm copy nó ra ha, bấm Ctrl C, sau đó các bạn bấm lệnh này để các bạn trở lại. Sẽ các bạn bấm dán ha, cái lệnh dán ha, rồi mình dán nó lại đó, bí quyết là cho nó đó. Sau các bạn toàn chọn tất cả, sau đó các bạn bấm cái lệnh cái phần đầu đã đối xứng rồi, mình không cần phải dùng cái lệnh mirror nữa nha các bạn. Sau đó các bạn bấm join để mà nối tất cả lại với nhau. Sau đó các bạn làm từng cái đối tượng một các bạn ha. Sau đó các bạn nối lại. Giống như vậy. Sau đó các bạn có thể
mainstream để mà mình xóa bỏ cái đối tượng bị thừa ra trộn lại. Bạn thấy cái hình bên này nó tương tự vậy đó, thì các bạn dùng lệnh mirror đối xứng các bạn. Bạn dinh dữ giờ đây mình xóa đi, sau đó các bạn dùng cái lệnh copy sang và bạn quan sát ha. Khá là ổn rồi các bạn. Cũng giống như là mấy lần trước thì mình cứ muốn cái kích cỡ của cái hình này nhiều thì các bạn phóng to nó ra ha, để mà khi mình chuyển sang dạng bitmap thì nó không bị bể hay là tùy vào cái mục đích sử dụng của mình. Sau đó các bạn đổi màu đi, đây thì màu xanh thì mình chuyển sang là màu chẳng hạn. Sau đó ok, sau đó các bạn bấm thoát nó ra, bạn muốn lưu thì các bạn bấm save as nha, tiến hành lưu như bình thường vậy đó. Không thì các bạn xóa những cái này rồi các bạn chọn toàn bộ, vào các bạn bấm Export Selected. Các bạn lưu sang cái dạng định dạng khác các bạn ha. Export selected, các bạn dùng lệnh export selected ha. Các bạn tiến hành bắt đầu lưu lại ha. Có rất là nhiều định dạng hôm nay. Con thật tùy biến. Muốn lưu ở dạng là đuôi gì thì các bạn vô. Nhận là những cái đuôi mà nó hỗ trợ 2D đó các bạn. Rồi lưu lại cái tên gì đó. Thì sau đó mình cần mở bằng phần mềm mà có hỗ trợ 2D đó các bạn. Tiến hành các bạn
chỉnh sửa tiếp ha. Rồi, như vậy thì mình đã hỗ trợ các bạn thêm một cái bài học 2D mới. Tạm biệt các bạn.